Ok anh em, thì đây là DJI Mavic Mini 1 ở năm 2024, và cái mà mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là pin độ dành cho Mavic Mini 1 ở năm 2024. Thì theo như anh em đã biết đó, là con Mavic Mini 1 nó xài cái pin là 18650 lithium ion, dung lượng là 2400 mAh. Và do là cái thiết kế khoang pin của nó trông như thế này thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể độ chế vô. Nó giống như cái khoang pin của thằng Mini 2, đó là cái hình vuông á, thì chúng ta sẽ sử dụng được cái cell của Mini 3 Pro 3850 hoặc là cell của E2 3580. Và khi mà gắn vào body của Mini 1, body Mini 1 thì rất là nhẹ, thì thời gian bay nó sẽ rất là cao. Nhưng mà do cái thiết kế khoang pin nó trông như thế này thì mình buộc phải sử dụng một cái viên pin độ kiểu mới. Đây là viên pin 2800 mAh, đây là bản demo ha, cho nên là nó hơi xấu một chút xíu đó. Nó phải mỏng như thế này thì mình mới có thể nhét vào trong em nó được, còn nếu mà nó dày giống như là cell của Mini 3 Pro và E2 thì sẽ không thể nào nhét vào trong cái khoang pin này được nha. Phải buộc lòng phải xài một cái loại cell nó đặc biệt. Cell này nó có một cái rất là hay, đó là nó siêu nhẹ anh em. Dung lượng của nó là 2800 mAh, nhưng mà cân nặng của nó thực tế nó chỉ có khoảng 70 đến cho tới 75 g cho một viên pin như thế này. Trong khi là viên pin zin nó dung lượng là có 2400 mAh thôi, mà cân nặng nó tới 100 tới 110 g lận. Nặng hơn mà dung lượng lại thấp hơn, còn thằng này thì nhẹ hơn mà dung lượng lại cao hơn. Thì liệu rằng thời gian bay nó có ok hơn không thế anh em? Và hôm nay thì mình ở một cái ngày trời rất là gió, gió cực kỳ mạnh luôn. Rồi mình sẽ thử luôn các tính năng cơ bản của Mini 1 ở 2024, coi nó còn xài được cái gì không, và viên pin độ này nó sẽ giúp cho nó bay được thời gian có lâu không thế anh em. Rồi mình sẽ chuyển qua quay màn hình nha. Tình hình thì gió quá mạnh luôn anh em. Rồi anh em thấy gió này ha, kìa, gió cây bay liệt 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 luôn nè. U là trời chuyển mưa gió quá anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bay test thử pin độ 2800 mAh trên body của Mini 1 để các em xem coi là thời gian bay nó sẽ đạt được là bao nhiêu nha. Ở đây bay trong điều khiển thực tế, rất là gió, rất là gọi là rất thực tế luôn. Điều kiện thời tiết khá là âm u, gió rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ thắt cóp ở 100% và điện áp đang là 4.21, 4.20V hết anh em. Rồi thắt cóp ở 100%. Bây giờ mình sẽ chịu khó chờ điểm GPS một tí nha. Em coi là gió rất là mạnh luôn. Gió mạnh như vậy thì thời gian bay mình chỉ hy vọng nó sẽ đạt được khoảng 36 phút là coi như là nó đánh bại benzin hết em. Benzin với điều kiện gió mạnh như vậy thì mình theo đoán nó chỉ bay được chắc tầm khoảng 23 phút. Mình nghĩ là như vậy ha, khoảng 23 phút thôi, mà con này nếu bay được 36 phút thì nó đã hơn benzin được tới nó hơn benzin được tới 10 phút bay nha anh em. À dạ, kiến quá. Ơi, cái con Mini 1 ở năm 2024 này thì bắt GPS cực kỳ là tệ luôn, cực kỳ là chậm. Chờ nó đủ điểm GPS mà để cất cánh thì cũng phải lâu quá anh em. 10 điểm này, mất mẹ hết 1% mới được 10 điểm GPS. Ôi, nó còn báo compass, Cali gì nữa, mình phải Cali compass cho nó cái nữa. Đây đây, có home point à, nhưng mà bây giờ Cali compass cái. Rồi ok, sẽ for. Ok. Thất cốp anh em ơi, nó mạnh quá. Thất cốp được rồi anh em ơi. Ôi,
nó cắm đầu luôn kìa anh em ơi, gió mạnh quá nó cắm đầu luôn anh em. Bay tại chỗ mà giống như là đang bay tiến tới vậy đó anh em, cắm đầu vậy đó anh em. Gió quá mạnh. Ok, mình quay cho anh em coi nó cắm đầu nè. Chúi nhủi tới luôn. Đấy. Nó nghiêng cái mình đó. Cái mình nó nghiêng. Giữ vị trí không nổi luôn nè anh em. Ê, gió quá mạnh quá, bây giờ tiến tới đi con. Ê, cắm đầu rồi tiến tới đi. Ok, trở lại màn hình bay nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó hover tại chỗ một tí để cho nó ổn định cái. Rồi bắt đầu mới cho nó bay thực chiến nha. Và giờ mình sẽ cho anh em xem biểu đồ điện áp nè. Biểu đồ điện áp là đang giữ ở mức 4V. Cũng khá là ổn định nha. Nhiệt độ đang là 31,3 độ C. Thời gian bay dự kiến là 36 phút. Trong điều kiện gió rất mạnh và bay đang bay ngoài trời ha. Điểm GPS là khoảng 13-14. Và đây là con DJI Mavic Mini 1 ở năm 2024 với phiên bản firmware cuối cùng, phiên bản firmware 600 nha anh em. Giờ mình sẽ để cho nó chịu gió một chút xíu đi, cho nó làm quen với môi trường cái. Cơ bản về lý thuyết là con mini 1, mini 2, mini 2 xe, mini xe, mini 4K là đều giống nhau về phần cứng, nhiều giống nhau về mặt thiết kế body này kia các kiểu. Giống nhau hết anh em ạ. Nó chỉ có khác biệt là phần mềm bên trong, vì mỗi con máy nó có một cái phần mềm nó khác nhau. Và việc kháng gió mạnh kháng gió yếu thì mình nghĩ nó đến từ việc là phần mềm nó quản lý cái vấn đề bay hơn là cái việc mà do cái thiết kế của cái máy nha. Cái phần mềm nó quyết định nhiều thứ lắm. Và cái con mini 1 ở năm 2024 này thì nó bay nói chung là khá là củ chuối. Ôi ôi ôi, gió đậu xanh nó bay không nổi luôn anh em. Mình đang bay gió ngược nè anh em. Ui ui ui, biểu đồ gió nó dập dìu luôn anh em ơi. Ui 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 ui, anh em thấy gió không? Lúa bên dưới liệt luôn, kinh khủng long. Mình bay rất thấp luôn đó anh em, mà gió thế nó giật cái máy dập dìu luôn anh em. Quá khủng khiếp. Và nó bị hạ độ cao liên tục anh em. Ôi ôi, hạ độ cao rồi. Ôi, hạ độ cao nữa rồi anh em ơi. Ôi ôi ôi. Bay không muốn nổi luôn anh em. Ôi, cảnh báo strong wind luôn anh em. VCL thật anh em ạ. Rồi, quay đầu nè, bay được 200m anh em. 200m nó bay cũng khá là thoải mái ha. Ở điều kiện rất là thoáng như vậy thì bay, mình nghĩ là nó bay được khoảng 1km thì cũng rất là ok nha anh em. Nhưng mà nếu mà bay mà gọi là nếu mà nó bay hơn được cái mức mà 1km thì mình nghĩ là sẽ rất là khó trong năm 2024 này. Thì hãng nó bóp cổ dữ lắm anh em ơi. Hãng nó bóp cổ cái chức năng của cái máy đó, cho nên là nó bay mà để hơn 1km rất là khó. Và con máy mini 1 này ở năm 2024, ngoài cái việc là sóng nó yếu, hình ảnh nó xấu như video anh em đang xem, thì nó còn có một cái bệnh nữa, đó chính là cái nó bay nó không có đi theo đường thẳng anh em. Nó rất là khó để có thể giữ được hướng thẳng, mà đa số là nó toàn là nó bay lệch sang một hướng nè anh em. Đặc biệt ở điều kiện gió mạnh như vậy thì
thì nó bay ha, nó bay hướng chạch tùm lum hết trơn anh em, bay cái hướng không có xác định nha. Mà hôm nay gió thì ui thật sự là rất rất là mạnh luôn, cảnh báo gió liên tục luôn. Nhưng mà mình trong tầm mắt mình quan sát thì mình thấy em nó cũng còn đang bay rất là ổn định bình thường, cho nên là mình cứ để cho nó bay thôi chứ cũng không có gì phải lo lắng hết. Mình nhìn thấy, mình quan sát thấy nó chuyển động bay được này kia đồ ok thì cũng không có gì phải lo lắng rồi. Với lại là mình bay ở cái tầm rất là thấp, mình bay ở cái độ cao rất là thấp luôn, và dưới là ruộng lúa cho nên là lỡ có rớt nài thì chắc cũng không sao luôn. Rớt nài thì có lúa nó đỡ hết rồi. Ui là trời, nó bay ngang mặt mình. Ui thắng không có lại, thắng không kịp luôn anh em. Ui là trời, nó cắm đầu luôn anh em. Ui bay cắm đầu luôn anh em. Rồi mình sẽ cho anh em xem cái phần về pin và nhiệt độ một tí đi. Điện áp là 3.98, 3.97, nhiệt độ là 35 độ C ha. Nhiệt độ rất là thấp, gió rất là to, và nhờ cái viên pin nó rất là mỏng nên là cái lượng gió nó đi vào trong cái khoang máy rất là nhiều nha. Đi vào khoang máy nhiều cho nên là nó làm mát cái xe pin rất là tốt. Nó cũng là một cái lợi thế đó nha anh em. Khoang pin nó trống, nó làm cho lượng gió đi vào, nó làm mát cái xe pin và cái mạch điện bên trong, thì làm cho cái máy chúng ta nó vận hành nó khỏe hơn, vì là nó được giải nhiệt tốt hơn. Và một cái đặc điểm rất là hay của cái cell pin lipo đó chính là cái khả năng giữ áp cao của nó rất là tốt, dòng xả nó cũng tuyệt vời, cho nên là anh em có thể thấy là biểu đồ điện áp mặc dù bay ở trong điều kiện gió rất là to nhưng mà cái biểu đồ điện áp nó rất là ổn định, nó không có bị nhảy những cái điện áp nhiều giống như là pin lithium ion nha. Với pin lithium ion thì cái khi mà chúng ta bay trong điều kiện gió to như thế này thì cái điện áp của nó sẽ lên xuống rất là thất thường, nó không có đảm bảo giữ ổn định, và như thế thì nó sẽ làm cho cái chuyến bay chúng ta nó bị thiếu đi sự tin cậy. Còn với pin lipo thì nó cho chúng ta một cái độ tin cậy, nó cảm thấy là nó tốt hơn là so với pin lithium ion. Pin lithium ion thì mình cảm giác là cái độ tin cậy nó sẽ không tốt bằng. Còn với cell pin lipo 2800 mAh này và cái trọng lượng rất là nhẹ thì mình cảm giác là bay nó sẽ yên tâm hơn, nó cho một cái hiệu suất bay nó tuyệt vời hơn. Ui là trời, gió mạnh quá, nó cứ hạ độ cao liên tục anh em. Mặc dù nãy giờ mình đã đẩy độ cao rất là cao rồi nhưng mà độ cao nãy giờ nó vẫn cứ hạ xuống hoài luôn anh em. Gió thì ôi mạnh khỏi nói luôn đi, mây bay rất nhanh và máy bay thì rất là dập dìu. Trong điều kiện gió to này mà bay được cỡ khoảng 36 phút là nó là ngon lắm đó nha anh em, chứ không phải là tệ đâu nha. Pin mà lithium ion benzin theo máy Samsung 25R18650 thì chắc bay được cỡ khoảng 23 phút thôi là nó tịch cồ lịch rồi. Còn này mình nghĩ là sẽ bay được cỡ khoảng 35-36 phút gì đó. Chắc chắn là nếu bay được 35-36 phút thì nó sẽ ok, nó sẽ ngon chứ không phải là nó tệ đâu nha. Và đối với Mini 1 mà bay được 35-36 phút thực tế thì thời gian bay này phải nói là rất lý tưởng luôn. Nó ngang với thời gian bay pin plus của con DJI Mini 4 Pro nha anh em. Con DJI Mini 4 Pro mà bay pin plus nó cũng bay được khoảng 35-36 phút thực tế thôi, chứ mà nó bay nhiều hơn thì cũng không có đâu. Pin plus anh em biết là pin plus dung lượng nó tới là 3850 này là 2800 nha anh em, mà bay trên body của Mini 4 Pro thì nó cũng chỉ được có 35-36 phút thôi. Còn này mà nó bay có 2800 mà trên body Mini 1 mà nó bay được 35-36 phút thì nó đang bay ngang với pin plus của DJI Mini 4 Pro nha. À, rất là tốt luôn rồi đó, chứ không phải là tệ đâu. Mình đừng nghĩ nó tệ, nó rất là tốt luôn. Thử test sóng sánh một chút xíu đi. Bay thẳng ra ruộng coi có đi lượng xác không. Với điều kiện gió to như thế này mà mình bay tầm thấp lắm cho nên là cũng không có đáng kể đâu. Thỉnh thoảng thì có vài cơn gió giật thì nó làm cho cái máy hơi chao đảo tí, nhưng mà nói chung mà vẫn bay được chứ không phải là đến nỗi gọi là quá sức. Máy nó thiết kế kháng gió cấp 5 mà, đúng không? Thiết kế kháng gió cấp 5 thì trong điều kiện gió như thế này thì chắc cũng phải vẫn phải bay ổn định, bay được chứ đâu đến nỗi gọi là tệ lắm đâu. Nhưng mà nó không bay đường thẳng anh em, cứ cảm giác là nó cứ bị nghiêng qua. Cái này không phải là nghiêng gimbal đâu mà là cái máy nó nghiêng thật á. Cái máy ở đây mình nhìn thấy bằng mắt nó không phải là bay đường thẳng mà nó cứ bị nghiêng khó chịu lắm. À,
Mình bay được cả 300 mét rồi. Ui, strong wind. Strong wind anh em ạ. Bơm lên con. Đi thẳng lại cây. Đi xéo không mà mình rất là khó cầm lái cho nó đi thẳng anh em. Rồi mình cứ lấy lái lại thì nó cứ bê ngang thôi. Nâng cao lên chút đi. Khó lái quá. Lại bê nữa rồi. Mình bay chỉ có vận tốc có 12 km/h mà nó báo strong wind liên tục, tức là cái máy nó bị nghiêng quá rồi đó. Nó bị quá trời nghiêng rồi cho nên là nó báo strong wind đó anh em. Máy mà nó nghiêng là nó sẽ nghiêng tới một cái góc nào đó, nó sẽ báo cảnh báo strong wind nha. Cái là cái cách mà DJI nhận biết gió mạnh là tức là cái máy nó đạt tới một cái độ nghiêng nào đó là nó sẽ bị cảnh báo là strong wind. Ồ, sóng khá là khỏe luôn. Mini 1 mà như vậy, sóng như vậy là gọi là khỏe rồi đó anh em. Con này mà bản SD25 thì thôi anh em bay 200m thôi nha. SD25 bay có 200m thôi. Còn con này SS5 thì bay được 500-600m nhưng chưa mất sóng nha. SD25 thì úi dồi ôi, sóng của nó chán không thể nào diễn tả được luôn anh em ạ. GPS bây giờ lên được 17 rồi. Phần trăm pin là 65. Cảnh báo strong wind thì liên tục. Điện áp pin thì rất là ổn định. Nhiệt độ thì cũng rất là thấp luôn. Nhiệt độ này thì phải nói là quá thấp. 36 độ. Nhiệt độ lý tưởng nó cỡ khoảng 40-45 độ nha. Con này 36 độ là nhiệt độ nó rất là mát. Lượng gió đi vào khoang máy rất là nhiều. Giải nhiệt rất là tốt. Hiệu suất nó rất là ấn tượng luôn. Này là toàn là đi, nãy giờ đi đa số đi kiểu này là ngược gió rồi đó anh em. Cho nên là phần trăm pin anh em sẽ thấy là nó tụt hơi, cũng hơi nhanh đó. Mình bay được 1 km, gần 1 km rồi anh em. Nhưng mà ga là mình phải càng ngày càng lên nha, tại vì nó cứ bị gió đẩy, nó bị tạt á, nó bị bê cái máy đi hoài. Mình phải lên ga. Anh em nhìn cái biểu đồ gió ở bên góc trái bên dưới màn hình, ui là trời nó nghiêng kìa. Còn máy này mình đã phải kiểm tra rất là kỹ trước khi mà mình cho nó vận hành ở cái cường độ này rồi đó. Cánh kéo này kia, mạch mụn đồ này kia mình kiểm tra lại hết tất cả những thứ. Rồi nó phải ổn định nhất mình mới dám cho nó bay xa như vậy đó anh em. Vì khả năng con này bay 1 km sóng sánh cũng vẫn rất là ok nha. Đó, bây giờ mình bay hơn 800m này, điều kiện này thì không có vật cản nha. Gần như gọi là không có vật cản đi, cứ tính là nó không có vật cản đi. Ôi, bay 900m rồi anh em ạ. Mà hình không có bị giật luôn, không có bị dập luôn nữa, hình nó rất là mượt luôn. Ui, thế là ngon quá, còn gì nữa anh em. Rồi, quay đầu anh em ơi. Ui là trời, gió kìa anh em, nhìn lúa ở dưới gió nó dập kìa. Đấy, bây giờ bay về xuôi chiều gió nè, anh mới nhẹ máy nè. Hết biết đường về luôn. Mình bay thẳng dần đều á, như vậy nè anh em, thì nó sẽ tiết kiệm pin nha anh em. Nó mình bay thì có lúc xuôi gió, có lúc ngược gió. Nó sẽ làm cho cái máy chúng ta nó nhẹ pin. Nó không có bị quá tải pin. Thứ nhất, thứ hai là nó sẽ ổn định cái máy. Ha, chúng ta coi nè. Biểu đồ điện áp nè. Điện áp nó giữ rất là tốt nha. Và cái sự nhảy điện áp của nó cũng rất là ít. Nhiệt độ thì thôi bao mát. Cell lipo nó có lợi thế hơn so với lithium ion là như vậy đó. Cái điện áp của nó giữ ổn định ở mức cao là rất tốt. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái dòng điện xả của nó ở cuối chu kỳ đó, anh em. Nó cũng đảm bảo hơn cái pin 18650. Pin 18650 khi mà ở những cái phần trăm cuối cùng á, cái điện áp nó xuống thấp cái, thì cái dòng xả nó sẽ tăng lên và lúc đó cái nhiệt độ cell nó cũng tăng nữa. Nhiệt độ cell tăng rồi điện áp thì lại thấp mà dòng thì cũng tăng nữa. Nhiệt độ tăng mà dòng tăng thì áp lực nó sẽ ngày càng áp lực. Và cell 18650 thì nó sẽ rất là khó đáp ứng những cái gọi là cái cọ kìa. Nó sẽ không có đáp ứng tốt cho cái việc mà chúng ta bay bổng nha. Bay bổng thì pin lipo lúc nào nó cũng sẽ có cái lợi thế hơn
so với pin 18650 lithium ion 21700. Này kia kia nọ nha, nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều luôn. Và như mình đang đi chạch hướng thì phải, để mình coi bản đồ kia cái. Ồ, dẫn thông đúng 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 nha. GNSS nó đang dẫn khá là chuẩn ha. Coi với đồ gió thôi chứ không cần dẫn đường. Điều kiện này thoáng lắm, mình cũng chẳng cần dẫn đường đâu. Bay xu gió thì có vẻ là nó nhẹ nhàng hơn ha anh em. Nãy giờ là mình bay không biết bao lâu rồi nhờ. Bây giờ còn 53%. Mình bấm ra coi mình bay được bao lâu nè. Mình bay 16 phút rồi anh em. 16 phút rồi đó. Còn 53%. Điều kiện gió rất là to. Bay cũng khá là vất vả nha. Lái lại một chút. Mất lái nữa đây. Nói chung thì nếu con này mà so với con DJI mini xe này kia đồ thì mình sẽ chọn con DJI mini 1. Con mini xe thì được cái là nó xài pin lipo nguyên bản. Nó giống như con mini 2 mà gọi là giảm cấu hình xuống gì đó. Cánh này kia đồ thì nó cũng ngon hơn đó, nhưng mà thật sự ra thì mấy con đó mình không có ưa bằng con mini 1 này. Tại vì mấy con đó có cái vụ dính tài khoản. Còn con mini 1 này thì không có dính tài khoản. Và con mini 1 này nó cũng bị bóp ở một cái mức độ vừa thôi. Còn mấy con kia thì mình thấy nó bị bóp mạnh tay hơn. Mini xe, mini 2 xe này kia rồi mình không có ưa. Bằng con mini 1, mini 1 mình vẫn cảm giác mình thích hơn. Mà mình vẫn khi mình chọn lựa, mình mua, mình chơi, mình trải nghiệm lại năm 2024 này với biên độ 2800 mAh siêu nhẹ thì mình vẫn thích con mini 1 hơn. Thay vì con mini 2, mini xe, mini 2 xe này kia thì biên độ sẽ dễ hơn, vì vốn dĩ nó là xài pin lipo từ xưa sửa giờ thì nó phải dễ độ, nó dễ làm hơn rồi đó, nhưng mà vẫn không ưa nó bằng. Còn một cái nữa là cái con mà mini 1 này thì nó xài pin lithium ion thì nói chung là khá là bền, không quan tâm về cái việc bảo quản, có thể cất nó đại thì 5-10 bữa nửa tháng này kia rồi lôi ra chơi cũng không có sợ nó bị phù phòng gì hết. Tại vì pin 18650 thì nó nồi đồng có đá từ xưa tới giờ. Một cái video rất là dài, coi cũng chắc khá là chán ha anh em. Mình sẽ tạm dừng ở đây một tí xíu nha, và khi nào nó gần trăm cuối mình sẽ quay lại với anh em nha. Ở những phần trăm cuối anh em, hiện giờ nó đang báo là 15% và đang cảnh báo ha, đang cảnh báo return to home nha. Và điện áp hiện tại đang là 3.3V nha anh em. Nếu này là cell pin mà 18650 Samsung 25R thì ở cái mức điện áp này là bắt đầu nó rất là nguy hiểm rồi. Tại vì là điện áp nó xuống thấp và cái dòng xả nó tăng, lúc này nhiệt độ nó cũng cao. Thì cho nên là hãng họ sẽ thường là họ sẽ cắt ở khoảng 3.3V anh em, chứ họ cũng không có để tới 3.0V đâu. Tại vì nếu mà để tới 3.0V thì có vẻ như là nó sẽ hơi nguy hiểm nha. Máy nó sẽ báo landing, nó sẽ ép landing ở mức khoảng 3.3V. Còn bây giờ thì nó ở khoảng 3.25V thì nói chung cũng rất là ok. Nhiệt độ pin hiện tại đang là khoảng 41 độ C. Chúng ta thử xem coi để ở cái mức độ cuối, ở những cái phần trăm cuối cùng luôn thì nó sẽ trụ được thêm bao lâu hết anh em. Battery level is low. Aircraft nó cứ cảnh báo mình bị thân hôm liên tục nè. Nói chung thì con này sóng sánh này kia đồ còn khá là khỏe ha. Bay 1 km thì thấy nó cũng còn rất là ok đó. Về pin thì mình thấy nếu mà sử dụng lipo này thì rất là ổn luôn. Dòng xả rất là tốt. Những phần trăm cuối cùng này mình vẫn tự tin mình bay nó bạo lực, mà mình cũng không có đến nỗi mình quá sợ giống như là pin zin của hãng nha. Pin của hãng thì ở những phần trăm cuối này bay rất là nguy hiểm luôn. Điện áp hiện tại là 3.15 rồi anh em. Nhiệt độ đang là gần 42 độ. Nói chung là 42 độ thì còn quá mát luôn. Tại vì là thường thường nếu mà pin 18650 của hãng thì ở những phần trăm này nó cũng đã lên hơn 55 độ rồi.
và ở những cái phần trăm cuối cùng tiến về không thì nó có thể lên đến 60 độ hoặc hơn nữa anh em. Nói chung đó là một cái nhiệt độ rất là nguy hiểm. Còn với nhiệt độ này thì chúng ta vẫn có thể là tự tin bay mà không có phải lo lắng quá nhiều ha. Với xe pin này thì nó được thiết kế là bay tới tận 2.65V nha anh em, thay vì khoảng theo như 18650 Samsung 25R là nó có thể bay được tới 2.5V. Nhưng mà thực tế là không ai dám chơi tới 2.5V đâu, bởi vì rất là nguy hiểm, lúc đó dòng xả nó không có đủ để nó duy trì cái sự return to home. Ôi my god, nó báo return to home, mình cancel nó luôn. Đó, cho nó khỏi báo nữa. Đây mình đây nghe anh em, em thấy mình ngồi đây còn đóng không, có khán giả coi nữa anh em, còn 6% ha, 6% mình vẫn lượng anh em, 5% anh em, ok, 5% là bắt đầu mình nghĩ là mình nên cho nó hover tại chỗ được rồi đó anh em. Rồi 5% ha, mình sẽ hover tại chỗ nha. Ui my god, báo landing rồi kìa anh em, mình sẽ không cho nó land nha, mình sẽ không cho nó land nha, mình sẽ ép nó bay nha anh em. Thì nhá, bây giờ đã là 3.07 ha, mình sẽ ngăn không cho nó landing nha anh em. Sẽ quơ 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 cái tay ở dưới để cho nó có những gì. Ui con ơi, nó lên, nó lên, nó lên. Báo mình chẳng là nó vẫn lên anh em. Bây giờ mình cầm ga thôi anh em. Cầm ga để duy trì độ lơ lửng ha. Nó ép landing liên tục anh em. Giờ có quơ tay, quơ chân gì nó cũng không nó vẫn cứ hạ hoài anh em, nó không có giữ vị trí được. Ôi vãi xịt thật anh em ạ. 2% rồi. Ở dưới là cỏ và cây thôi, lên xuống một phát một là thành máy cắt cỏ liền anh em. Con này cắt cỏ thì hơi dở đó, mình thấy con này cắt cỏ chắc không hay đâu. 1% anh em. Phải đẩy cần ga liên tục để giữ độ cao nó nha, chứ không là nó sẽ ép lên đinh liền ngay và luôn nha anh em. 2.97 rồi anh em ơi, 2.96 rồi. 1%, 0% nha anh em. Ui 0% nó ép lên landing luôn rồi. Ui đậu xanh thật. 45 độ C, 0% nhưng mà nó ép landing. Nó không cho mình đẩy lên luôn anh em. Máy vẫn không tắt nha. Bây giờ mình sẽ xem coi thời gian bay được là bao nhiêu phút nha. Ui là trời. 33 phút. Rồi, mình máy dính xình không?